Hello, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Bonsai Tự Nhiên của mình. Mình là Bonsai Tự Nhiên đây anh em ơi. Chúc anh em một ngày mới tốt lành nha. Hôm nay tiếp tục mình lại đi rừng nữa anh em à. Lên lái phôi chồi mồi anh em ơi. Cây chồi mồi bữa mình lái rồi đó. Còn chỗ này một cây nữa. Cây này thì nhỏ hơn mà nó hơi thẳng hơn. Nhưng được cái là nó cái có cái củ anh em. Nên là mình lấy cái cây này mình quay chia sẻ anh em chơi nha. Nói chung mày cây đẹp không có nhưng mà cái cây cũng tạm tạm thì cũng được thôi anh em ơi. Trời mồi nó phát triển cũng nhanh lắm. Đó, phía trong cái này. Để mình vào mình quay cho anh em coi nha. Để mình lấy đồ ngờ vô à. Nãy mình có vô trong đó rồi, mình coi cái cây đó rồi. Nói chung này nó gần nằm cũng gần cái đường đi này. Nhưng mà mấy anh em họ chắc họ không chơi trò mồi nên là nó không có lái anh em à. Mình thì nói chung đi không có cây thì mình cũng lái anh em. Thấy cây đẹp thì quay cho anh em coi thôi. Chồi mồi thì nó chung dòng với sâm trái nha anh em ơi. Chồi mồi xé này là chồi mồi xé nha. Lá tròn nha anh em. Chung dòng với sâm trái. Trái chua chua, ăn chua chua ngọt ngọt nha. Cây thì có gỡ ghép với nhau nha. Anh em có thể là ghép sâm trái vào được nha anh em ơi. Anh em lưu ý ha. Phát triển rất là tốt luôn. Này. Lấy cái củ nữa thôi anh em. Chứ giờ cây đẹp tìm ra đâu anh em ơi. Người ta họ lấy đâu tiêu hết rồi. Chứ không tới lượt mình nữa. Với lại mình cũng không có ấy lắm. Đi gặp thì mình lấy thôi. Chứ mình cũng không có, dạo này không có chuyên mà đi lấy phôi chồi mồi anh em ơi. Tại nó nặng á. Nó nặng với lại đi xa quá. Dắt xuống núi này ngày mình đào một hai cây dài dắt xuống núi này, ứ hơi rồi anh em ơi. Mình thì chồi mồi này nó cũng dở sống hơn hai trâu nha anh em, nhưng mà mình thì đào phôi là lúc nào mình cũng muốn đào cái bầu đất đó mà chia giao lưu với anh em đem trồng nó cho nó dở sống nha. Chứ nhiều anh em nói là đào chi cái bầu đất mà dắt xuống chi cho nó nặng, nhưng mà thật sự là mình cũng không muốn bắt đào bầu đất đâu. Nhưng mà mình giờ mình đi giao lưu thì toàn là những má anh em mới tập chơi không á. Nên là mình cũng cố gắng là mình lấy thêm một tí đất thôi. Dù có nặng một chút nhưng mà đem về anh em trồng nó có đảm bảo nha. Ê, sau này nó cái cây nó phát triển rồi nó bung rất là mạnh luôn. Chỉ cần một tí đất nó giữ cái rễ rễ cám thôi. Là anh em thấy cái cây nó bung khác với lại cái cây phôi mà không có nhánh đất rồi. Mình đào thì chỗ này cái cây này nó đi rửa 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 ngang nhiều lắm, tại nó đứng đất sỏi nè anh em, nên là nó đi rửa cặp không có bo lắm. Mình đào mình lấy cái bầu này nãy giờ mình kết rất là nhiều rửa con rồi. Chồi mồi thì nó mạnh lắm anh em ơi, nên anh em đừng có lo mà sợ nó chết nha. Anh em giờ cứ ủ cho mình nửa tháng nhỉ, 20 ngày cũng được, bảo đảm anh em mà ủ nửa tháng 20 ngày là nó nứt mầm trên thân luôn nha. Còn mệt két mệt nhựa là nó xì trắng hết luôn. Nó xì còn mạnh hơn là cái cây hai châu nữa nha. Đó, anh em mùa mưa này cũng không cần gì phải đem đi trồng cái cây liền đâu. Cứ ủ đi. Ủ xong rồi trồng sâu ha. Này nó đứng trên đất sỏi nên là nó cũng hơi cứng nè nè. Nhưng mà được cái nó đi rỡ ngang nhiều. Nãy giờ két toàn rỡ ngang không à. Này nó còn cái rọ cặp ở dưới rồi. Nó lung lay rồi này. Anh em nào mà có cần phôi chồi mồi thì liên hệ với mình nha anh em ơi. Cây to không có chứ mà cây nhỏ nhỏ dài thì cây thẳng cũng có nha. Chủ yếu cây đẹp thì mình lấy những cái cũ này. Về sau này anh em tạo tác ha. Vì nó nứt ra một lần rồi anh em lọc chay rồi cắt xéo cái mặt cắt đi nha. Cho nó liền cho nó mau nha. Chồi mồi vậy cho nó liền già liền thân cũng nhanh lắm anh em ơi. Dòng phát triển rất cũng nhanh. Nhưng mà được cái nó có trái ăn rất là ngọt nha anh em. Chua chua ngọt ngọt á. Nếu mà tuổi thơ mà anh em nào mà có đi chặn bò hay là gì ấy, ở núi ấy, ở vùng quê ví dụ Bình Định Phú Yên đồ á, thì chồi mồi nó phân bố rất là nhiều luôn. Bình Định Phú Yên, Quảng Ngãi, Quảng Nam đồ anh em.
Nếu mà anh em nào mà hồi xưa có đi chặng bò thì sẽ biết trái này nha. Nó cùng dòng với lại sim nọ anh em. Không phải là cùng dòng mà còn kiểu là đi núi thì hay gặp sim với chồi mồi á, với lại trăm á. Cái đây là cái tiếng địa phương của mình, không biết là mấy chỗ ra chỗ khác hay sao, nhưng mà sim mà chắc chắn là gọi là giống nhau rồi. Còn coi chồi mồi với lại cây trăm thì có khi là anh em không có biết ấy. Nhưng mà cây này mấy cây này cây nào người ta họ lấy cũng làm cảnh được anh em ơi. Cây ăn trái này, này có xu hướng là lấy cây ăn trái làm cảnh mà anh em. Đó, ra rồi nè anh em ơi, còn cây rô cặp ở dưới rồi. Mình thì cố gắng mình lấy cái bầu đất luôn, chủ yếu là lấy để anh em về trồng sống cho nó dở thôi, chứ mang xuống núi thì nó hơi khá nặng đó anh em ơi. Mình cũng cố gắng hết sức ha. Cái nào mà lấy được bầu đất là mình lấy thôi. Ra rồi này, nó còn cái rổ cặp thôi, cọc cặp là nó dính một chút. Cái rửa chồi mồi nó cũng giòn lắm, là mình lấy qua lấy lại là nó gãy à anh em ơi. Mình chỉ cần mình sánh một bên cho nó phạm phạm vô cái thân rồi là nó lấy qua lấy lại là nó gãy à. Rửa nó giòn lắm anh em. Đó, em thấy không? Lấy nghiêng cục đất luôn nha. Rửa con dèm ngang đi rất là nhiều luôn. Đó. Mấy cái này anh em về dục cũng sống cũng không chết, anh em đỡ nửa tháng tháng. Anh em trồng cũng được luôn, muốn trồng nào trồng à. Ba quỷ đây nó dở lắm, anh em nào mà ví dụ chơi chồi mồi nhiều thì anh em biết cái gì mình biết là mình chia sẻ hết nha anh em ơi. Nhưng mà anh em mùa này thì anh em bắt buộc phải ủ nha, không có nôn trồng gì hết nha. Nói chơi dở sống mà anh em không biết cách trồng thì nó cũng chết nha anh em. Dở sống với đối với những người có kinh nghiệm thôi đó. Nó có cái củ anh em ơi, đó mình quay kỹ cho anh em coi. Mình lấy cái bò đất rồi mình lấy bên kia mình băng lại thôi. Mình thì nói chung lấy cây phôi thì mình kỹ lắm, chủ yếu là đỡ tới đây anh em trồng anh cho nó ok nặng chút là mình thấy vui rồi. Đáng phôi mà anh em trồng sống là buồn lắm. À, về nhà xử lý mấy cái nó thà kêu rồi. Cảm ơn anh em rất là nhiều nha, thời gian qua đã theo dõi kênh của mình nha anh em ơi. Nhớ like, subscribe, đăng ký kênh để ủng hộ mình nha anh em. Anh em thấy mình làm tại kỹ lắm, lúc nào cũng là ok cho anh em hết đây. Cây phôi thì xử lý thì khỏi bàn luôn rồi. Cái này giờ mình rập keo ra mình tha keo nữa. Mình lấy cái dao rập keo mình láng mặt cắt hết rồi mình tha keo lại nha. Rồi, bye bye anh em. Hẹn gặp lại anh em ở những clip sau nha. Chia sẻ cho mình đi nha anh em ơi.